Con kia, mày dám bỏ chồng theo trai, nay tao quýnh cho mày chết. Cảm giác, tôi có biết anh là ai đâu, thì đánh tôi. Con cãi hồi. Cô ơi, cứu con. Nè, 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 cái con kia. Con làm gì con hiếp con gái người ta vậy? Mau bỏ nó đi. Nó là vợ tôi, nó bỏ chồng theo trai tôi có quyền đánh nó chứ. Hôm nay cho mày chết. Cô ơi, con có như vậy, con cứu con đi cô. Trời ơi, con bỏ ra, nó đang chờ nè, thấy chưa, qua đây con. Chị này không có liên quan tới bà, còn mày á, hôm nay tao sẽ cho mày chết. Nè, 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 anh kia, làm gì mà chỉ trỏ rồi hăm dọa phụ nữ ngoài đường vậy? Chuyện của tao liên quan gì tới mày? Ủa, mày lai à? À, tình trẻ hôm nay tới cứu luôn hả? Quýnh mày luôn. Nè, anh đang nói gì kỳ vậy? Tôi là shipper, tôi đi vô hàng, ngang qua đây thấy anh làm mấy chuyện sai trái, tôi can được không? Tình trẻ tình dài vậy đây. Giờ con muốn gì hả? Nè bà kia, hôm nay á, đây là chuyện gia đình của tôi, không có liên quan gì mấy người hết. Còn tránh ra đi. Con làm gì vậy? Anh ơi, từ từ, từ từ. Má ơi, má đau quá con. Má sao má ơi? Ủa, chiếc lắc của má đâu rồi? Chiếc lắc gì má? Hồi sáng nè, má có đeo nè, để má đi ăn tiệc mà. Rồi đâu? Con tìm cho má coi coi. Tìm đi. Má có chắc là má có đem theo không? Có, bữa nay đi tiệc mà. Cái vòng đó không có giấy, bán được có nhiêu đây à? Trời đất, vậy mà không được nhiêu. Em là thăm đó nha ông nội, không thấy nhiều mà. Em thì lúc nào cũng nhiều, mà lần sau diễn cho thật thật chút nha, gì đâu mà giả trân. Trời, ê, tôi không học diễn xuất mà tôi diễn vậy là đỉnh lắm rồi đó. Anh chê nữa hả? À, thì ra hai anh chị là người dàn cảnh rồi ăn cắp cái vòng vàng của má Thủy đúng không? Nè, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Đừng có nói bậy bạ nha mày. Mày nói bậy tới công chuyện với tao đó. Tới công chuyện gì? Bây giờ làm sao? Giờ anh chị có trả cái vòng lại cho người ta không? Hay tôi báo mày? Không được ăn nói lung tung. Tôi đấm mày luôn bây giờ đó. Thôi, đi à. Nè, đứng lại. Đi. Đứng lại. Nó xùa ghê luôn á. Xíu nữa là bị thằng ôm nó phá rồi. Nó cay vãi. Mẹ, hay là để anh quay lại anh đấm cho nó vài cái dằn mặt nó chứ. Mày điên không vậy? Đấm nó để cho người ta biết mày ăn cắp con trộm hay gì. Ui là trời, lần đầu tiên bị uy hiếp vậy luôn á. Tức. Ê, giờ sao ta? Nó báo công an là chết bọn mình luôn á. Đang suy nghĩ nè. Suy nghĩ cái gì? Lẹ lên. Anh thấy không ấy, bây giờ mình đổi chỗ làm ăn đi, với lại đổi kịch bản khác. Chứ có con cái làm hoài dễ bị lộ lắm. Mệt quá, em không nghĩ được gì nổi luôn á. Bà nghĩ nha. Ừ, về về. Sẵn làm vài nhái luôn nha. Còn nghĩ tới chuyện đó được nữa hả? Nhỏ kia. Mày láo hả? Mày dám cướp chồng tao hả? Chồng gì là ai em mà biết chơi? Mày còn nói được hả? Mày còn cãi được hả? Hôm nay tao đánh cho mày tỉnh ngộ đi chưa? Mày ba tôi. Mình ơi, mình ơi. Anh biết lỗi rồi. Thôi thôi, tha cho người ta đi. Tha hả? Cấm sừng cô trong cơ thể tôi hay cho nó hả? Cái anh chị này là ai tôi không biết, chị là ai hết, cô không đáng coi. Thả người ta ra đi. Nè, cái túi này á là nó mua cho mày đúng không? Là cho của con tao, mua sữa cho con tao đó. Túi của tôi mà trả đi coi. Trả hả? Mày phá hoại hạnh phúc gia đình tao mà tôi trả hả? Rồi sao? Hả? Nè, anh chị làm gì vợ tôi á? Cái gì? Ai vợ anh, ai biết đâu? Em có sao không? Anh ơi, em không biết mấy người này. Sao? Sao vậy? Nó cướp chồng tôi đánh nó thôi. Các anh chị diễn tốt quá ha. Con màn làm đi làm lại hoài không chán hay sao á. Thiệt luôn á. Nếu mà nói chồng chị ngoài tỉnh vợ tôi hả? Vậy anh biết vợ tôi tên gì không anh trai? Nè, mày bị khùng không? Tình một đêm ngủ với nhau xong rồi thôi, cần gì phải biết tên. Nè cái anh kìa, ai ngủ với là người như anh hả? Nè, em quên rồi hả? Đừng có động tay động chân ở đây. Nếu mà ngoại tình thì phải có thông tin liên lạc, số điện thoại hay gì đó thì mới gặp để ngoại tình được chứ. Đúng không ta? Không biết anh có không ha? Nếu mà có thì bóc ra chứng minh. Còn không thì mình nói chuyện nhau một cách khác. Thôi mệt quá, tôi không nói chuyện mấy người nữa, tôi giải quyết xong rồi. Về không? Tôi về đi. Đi đâu? Hả? Anh chị đó mày. Mày coi!
Bỏ ra rồi mấy chó này. Chạy đi đâu? Giang cảnh đánh ghen. Giang cảnh bị đánh ghen. Chà, anh chị diễn hay thiệt. Hồi đó không thi vô trường sân khấu đi, làm diễn viên Hollywood được. Chứ diễn hay vậy. Mấy này bỏ ra coi. Kiện ông tụ khống chưa? Ok, tôi cho cô kiện đó. Nhưng mà cô có bằng chứng không? Chứ tôi là tôi có đầy đủ bằng chứng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác của hai người đó. Mày là thằng nào? Quên tôi nhanh, tôi là tính shipper này. À, thằng chó này, không bị dai quá vậy? Tôi mà không dai á, để cho hai người lừa đảo hết người này tới người khác hả? Mày nhớ đó, đừng để tao gặp mày. Tao gặp được mày tao muốn mày mê mình luôn á. Trước khi anh bắt được tôi á, thì có người bắt anh rồi nè. Xui cho anh chị lại gặp tôi. Tôi là tính shipper, và giới tính shipper thì không có gì là khó. Còn bây giờ, lên phường, đi!